Năm mới 2023 đang đến, thực phẩm hữu nghị gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, đồng hành với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các loại thịt nhập khẩu đông lạnh trên toàn quốc, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao hàng tận nơi, nhanh chóng. Nhân dịp năm mới, thực phẩm hữu nghị kính chúc quý khách hàng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chúc mừng năm mới.